Hello Bình Dương, Hello, Quang. chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Thì cảm ơn anh Cầm, tại vì nhiều khi thấy ai mà cái nick mà cái tên mà ở bên Mỹ á, nhiều khi mà kết bạn á là em sợ lắm. Thành ra mình chưa biết là ai á, tự nhiên nói sao cái ông này ở bên Mỹ ông Không kết rồi bạn sao? có nhiều người lắm, Từ từ cũng chú. sợ, Từ từ chú. cũng hơi ngán ngán để Hừ. coi coi. Nhiều khi cô qua cũng vậy, kết bạn cái mình cũng hơi sợ sợ, không biết cái cô này ở bên Mỹ cổ có thiện chí không ta, cũng hơi lo lo cho nên thông cảm. Cũng mới nói chung thì như vậy anh chị các bạn, thì một lần nữa xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Vấn đề mà như anh Cầm, cô qua rất là nhiều anh chị các bạn đang ở Mỹ đó, cái chuyện mà biểu tình rồi nó dẫn đến vấn đề mà bạo loạn á, nếu chúng ta là những người ở Mỹ, chúng ta thấy những chuyện này nó rất là bình thường, nó rất là bình thường. Mà ở Việt Nam mình nó là một cái gì đó nó mới. Và cái ở Việt Nam đó thì anh chị em các bạn thấy đó, cái chính sách Cảm và cái ơn văn vô thiệp hóa mỗi quốc gia nó khác, chào và Mỹ. cái Việt Nam của mình đó, họ có một cái điều lệ, một cái thông luật, người cảnh sát mà cái cách hành xử đó, nó mang tính cách nhân văn và nhân đạo nhiều hơn. Có thể cái mạng của anh bị yếu phải không Bình Dương? Dạ đúng, mạng mạng em hơi bị yếu anh. Ồ, chứ không phải hình như mạng anh bên anh thì sao nữa, nó lâu lâu cái tự nhiên nó cắt cái nó trả lại. Thì nói chung là như vậy, cho nên chúng ta nhìn về này, tôi nghĩ là nếu mà nhà nước Việt Nam mình mà dẹp loạn đó như theo kiểu Mỹ đó, thì mình làm cái một thôi, tại vì mình cũng có cảnh Dạ đúng sát cơ anh. động rất là mạnh. Và những Chọn cái quá. mà các bạn anh chị các bạn biết đó, những cái xe cơ giới mà để dẹp loạn á mình có đầy đủ hết, và những cái vũ khí mà để cho những cảnh sát cơ động mà thật sự mà để dẹp loạn, tôi nói anh chị các bạn biết nha, tôi có nhìn thấy những chiếc xe đó rồi, những cái phương tiện đó đó là của Mỹ nó cấp cho Việt Nam mình đó. Các bạn biết những chiếc xe Ford đó, nó rất là mạnh. Mấy ông Mỹ, mấy ông cấp ngay cả Việt Nam mình chơi sang hơn nữa, dùng Hummer để chống bạo động á, bạo là Hummer chua á, Hummer để chống bạo động á, các anh chị các bạn nghĩ đi, ông nhà nước Việt Nam mình chơi còn sang hơn như vậy nữa đó. Mấy ông tân trang lại, tân trang những chiếc xe đó lại á, tôi thấy có mấy lần mà để biểu diễn đó, để đang mà tập huấn cho những người mà chống bạo loạn á, chứ không phải là không. Cho nên với lại trong tình hình thế này, mình đang xây dựng đất nước thì nhà nước chính phủ Việt Nam mình cần phải có một cái chính sách mềm dẻo. Với lại hiện nay đa số những người do sự kém hiểu biết và họ bị kích động chứ không phải là họ ngoan họ 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 ngoan cố, do cái sự họ không biết. Cho nên nếu mà chính phủ nhà nước Việt Nam mà mạnh tay theo kiểu như Mỹ đó, chào anh chị và các bạn trong diễn đàn nha, mạnh tay theo kiểu Mỹ đó thì nó sẽ gây ra một cái làn sóng phẫn nộ, anh chị và các bạn biết không. Thà là những chiến sĩ cảnh sát cơ động, an ninh hay là công an họ bị thương thì nhà nước mình sẽ cứu giúp họ để đặng mà che chở họ. Có nghĩa là nhà nước mình sẵn sàng chịu đựng những cái sự thiệt thòi cho người dân để đảm bảo cái an ninh cho quốc gia và đảm bảo cái lợi nhuận kinh tế nữa. Cho nên vấn đề này các anh chị các bạn cứ bình tĩnh mà ngồi đó mà xem, mình sẽ thấy cái hành xử của Việt Nam mình rất là đẹp. Và nó nếu các bạn như anh Cầm đồ hay là cô qua rất là nhiều các bạn ở Mỹ đó, thì ở đây mình không phải là mình so sánh về Mỹ và Việt Nam, thì ở tính cách bên Mỹ nó làm việc nó thẳng tay lắm, nó rất là thẳng tay. Tôi có đăng một cái clip YouTube mà các bạn thấy đó, cái cảnh sát mà của người Mỹ họ tân trang rất là đầy đủ vũ khí để đối phó với những bạo loạn và bạo động. Tại vì cái chuyện mà bạo loạn bạo động ở Mỹ nó lúc nào nó cũng sẵn sàng, và nói chung nó luôn luôn ở cái mức, nó gọi trong tiếng Anh nó gọi là ready, là lúc nào cũng vậy. Hải nó bấm còi một cái là nó làm rầm 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 à, là nó la lên là cảnh sát của tụi nó kéo, mà nghe mà không sợ thì thôi. Nghe mà không sợ té đá quần nữa, lúc đó mà chỉ chạy thôi. Anh chị em các bạn nên nhớ gì đó, tại nó mà tiến tới là nó chỉ quất thôi à, nó quất tới luôn à, chứ nó không có quất xuôi đâu. Nó hả là nó tới là nó bừa,
nó bừa ngựa, nó đi nó cởi ngựa mà xe đạp, loại của nó các bạn biết những loại xe đạp mà nó chế biến cho cái kiểu loại hạng nặng để đặng mà cho trong cái những người mà cảnh mà họ làm để làm chống khủng bố, chống bạo loạn á, rất dữ, tụi nó giỏi. Ngựa nó ngồi trên đó là nó cởi đúng hai cánh lên là nó hứa là nó quất tới. Cho nên đây là một cái vấn đề mà với lại cái vấn đề mà hiện nay á, người dân Việt Nam mình đang học và đang học và đang tìm hiểu về cái mô hình dân sự. Thì hiện nay những cái thế lực mà gọi là thù địch, tôi nói thù địch đi, thì nó bao gồm rất là nhiều thành phần chống phá đất nước. Họ sử dụng những cái chiêu bài này để đặng mà gây tổn thất đến kinh tế Việt Nam, nhưng mà đảng và nhà nước ta rất là khôn khéo và mềm dẻo, làm sao để có thể ổn định trật tự. Cái vấn đề là nhanh hay lẹ thôi. Và trong này tôi thấy nó cũng có một cái cuộc chơi rất là hay về cái cách mà điều khiển, điều binh khiển tướng và những cái Nguyễn cách anh mà trời, Cầm Nguyễn, của giới lãnh đạo, Ca để Nguyễn, tôi Ca thấy Nguyễn, rất là Ca Nguyễn. hay. Cho nên anh chị em các bạn đó, cứ bình tĩnh, chúng ta là những người dân, chúng ta yêu quê hương tổ quốc đất nước của chúng ta, thì chúng ta phải bình tĩnh để xem xét, để coi coi cách hành xử của cơ quan chức năng, họ có những cái cách làm sao cho nó đúng với lại cái tính nhân văn và nhân bản của người Việt. Cho nên nhiều khi tôi thấy anh chị các bạn rất là nóng lòng khủng khiếp lắm. Có những lúc tôi mở Facebook lên hả, là những cái tin mà biểu tình hả, choáng ngợp hết cả mắt. Có nhiều lúc tôi phải bấm chữ là gọi là unfollow, là không có theo dõi nữa tôi mới chịu được, tại vì hả là tôi không cập nhật không nổi luôn, cứ là bài dèo dèo mở lên là cứ yêu 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 tới đây rồi, tới Tây Ninh rồi, tới Biên Hòa, tới Đồng Nai rồi, tôi nói oh my, đổ mồ hôi luôn. Mà mình làm mình xem như vậy nhiều quá nó sẽ gây cho chúng mình cái hoang mang. Cho nên anh chị em các bạn là những người yêu nước, trên Facebook cũng vậy, chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Những cái tin tức chúng ta mà đưa tin đó mà nó bị quá nóng bỏng, mà mình tạo ra cái sự giật gân, mình không có cố ý, mình vô tình thôi, mà tôi cho rằng là giật gân á thì nó rất là nguy hiểm. Có nhiều bạn trẻ cứ inbox tôi mà không tôi trả lời mệt xỉu tay luôn à, hỏi cái chú ơi chú Việt Nam mình bán cho thuê 995 đúng hay sai rồi, ô thôi đủ thứ hết. Tôi nói rất, cho nên chúng ta cứ hết sức bình tĩnh. Mình các bạn thấy như một số các bạn trẻ mà vừa rồi bị bắt, nó chỉ vì vấn đề gọi là hùa theo đám đông thôi, họ không hiểu, họ không hiểu. Cho nên nếu mà các bạn nghĩ đi, nếu nhà nước Việt Nam mình mà sử dụng mạnh tay mà đổ máu đó, thì những người này các bạn họ sẽ thành những người vô tội, được mà Mọi phải chuyện đã tuyên yên truyền bình lại, nha, Lê Khả Thành. tuyên truyền lại để cho họ hiểu được cái vấn đề mà đặc khu, và họ bị tiêm nhiễm bởi những cái thế lực mà gọi là chống phá đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay, bằng những cái sự bằng những cái đồng tiền vật chất mà các thế lực bên ngoài nó đang đổ vào. Cứ hỏi các bạn chứ 300.000, 400.000, 500.000 đã đảo thì được chịu hả Bình Dương? Hả Bình Dạ đúng Dương? rồi anh. Mà cứ cầm lên mà đã Dạ đảo đúng thì rồi chị sạc Hai. thì được chịu. Hỏi các bạn chứ dân chủ có kiểu gì kỳ vậy? Nó không phải như Không được vậy. chịu anh. Không được chịu. Tại 1 triệu là 500. từ bên kia chuyển về, nhưng bây giờ đây là nó hao mòn, chỉ còn có 300 thôi. Đó thì các bạn nghe, có một số người mình tôi thấy ngay cả những cái mà copy của cái tụi mà bên Việt Tân á, các bạn thấy nó đưa lên á, là nó bài sao, làm cách nào là phải đi biểu tình thế nào, làm gì, rồi bị bắt thì phải làm sao, tùm lum hết. Nó chụp được những cái tấm mà hình mà tụi nó thét chát với nhau đó, các bạn thấy nó rất là buồn cười và ấu chỉ. Cho nên cái tính cách nhân văn và nhân đạo của dân hóa của nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và các dân tộc mình đó, nó không phải như Mỹ được hay là như phương Tây được. Cho nên mỗi quốc gia nó có một cái nền văn hóa và cái sự thống trị và quyền lực nó khác nhau. Nhiều khi chúng ta anh em chúng ta là những người có cái cơ hội mình ở trên đất Mỹ, thì vấn đề mà bạo bạo khi mà Mỹ nó có một cái sự cố nào xảy ra mà vấn đề mà biểu tình hay mà nó dẫn đến bạo động, các bạn đã xem ra rất là nhiều lần đó.
Các bạn thấy đó, những cái gần đây hồi năm ngoái các bạn thấy rất là nhiều trận tụi Mỹ Đen rồi nó xuống đường nó làm loạn ghê hồn lắm, nó không phải giỡn đâu. Mà cái cách hành xử của người cảnh sát Mỹ nó rất là cứng rắn, nó rất là khô khan, các bạn thấy không? Nó tiến tới là nói back off, là nó la mà nó làm dữ. Nó kêu là phải kiểu giống như mình nói là phải giải tán á, mà mình tạm thời mình dịch theo cái tiếng Việt mình cho nó nhẹ ăn chút không, giống như là back off rồi mình phải thụt lùi, hay mình dịch nặng thì nó là thụt lùi, hay nó đi tới đâu là nó bường tới đó. Các bạn thấy, thành ra có nhiều khi tôi thấy các bạn hỏi những cái câu hỏi tại sao mà Việt Nam mình không có sử dụng những cái quyền lực mạnh. Nói chung thì đây là một cái sự việc nó không phải là mang tính cách gọi là khủng bố, gây khủng bố giống như nó gọi là khủng bố đó, mang thì không không cần không thể Để được sử cho dụng thì tại đây cái thế lực mạnh được. Nó đây là cái sự do hiểu nhầm mà người ta bị kích động từ cái thế lực bên ngoài, cho nên mình phải sử dụng cái gọi là tâm lý chiến nữa. Thế chào anh Thiên Thiên Tài Lê nha, chào anh chị em các bạn nha. Đấy thì tôi chia sẻ với anh chị em các bạn vậy. Có nhiều khi tôi nghĩ là anh Bình Hồ, anh chắc chắc Hồ đó, anh cũng muốn giải thích nhưng mà có thể anh giải thích chưa có rõ ràng quá thôi, làm cho cái sự hiểu nhầm của một cái bạn hồi nãy. Thì mỗi người có cái đúng, một người thì ở Mỹ, người thì ở Việt Nam, còn tôi thì tôi ở hai quốc gia, cho nên cái nhìn của tôi nó khác. Cái nhìn của tôi tại vì tôi nói thật mà nói, tôi sống hai ở hai quốc gia. Có thể hôm nay tôi ngồi đây, bữa kia tôi ngồi ở bên bên Việt Nam, tại vì tôi về Việt Nam tôi sống nay cũng 10 năm rồi, thì cái cuộc sống của tôi với người Việt Nam cũng rất là gần gũi và tôi hiểu được những cái mà cuộc sống hiện tại, thì tôi chia sẻ làm sao cho nó gần gũi nhất để mình có thể hòa đồng với nhau và hiểu biết được giữa hai cái quốc gia. Thì nói chung bạn dạ, em ngắt lời trước, anh trả lời à, bạn nói đi nói đi, Nguyễn cái nào Tuấn thấy này anh nhé. nói. Ừ. Bạn Nguyễn Tuấn, thực sự thì chỉ thuê một cái diện tích đất nhỏ trong một cái đặc khu nha bạn. Bạn phải hiểu, thuê một cái diện tích nhỏ trong một đặc khu chứ không phải thuê cả một cái đặc khu. Chắc chắn không có chuyện thuê cả một cái đặc khu nha. Tôi Dạ có rồi, em cái mời anh. bạn nào thì mới nói gì đó, đặc khu chúng ta chịu chịu khó mình tìm hiểu về vấn đề đặc khu kinh tế. Anh chị em các bạn nên nhớ đặc khu kinh tế ở đây mình chỉ cho thuê thôi, mà dĩ nhiên là những cái người người ta đổ tiền của lên, người ta đầu tư đó, người ta thuê như Bình Dương vừa nói đó, chỉ thuê một phần nào thôi. Đại đa số là những cái khu đặc khu đó, nó là một cái khu trung tâm hành chính, những cái headquarter. Những headquarter, anh chị em các bạn biết cái headquarter không, là những cái trung tâm mà những cái tụi mà thương gia, tôi nói giả tỷ như thằng Apple đi, nó qua Việt Nam thì nó phải đặt cái khu trung tâm hành chính điều hành của nó để đặng mà nó điều hành hãng xưởng của nó. Không có nghĩa là ở trong cái khu trung tâm hành chính đặc khu là nó phải đặt cái hãng Apple nằm ở trong đó, không phải, không phải. Thì nó cũng có bao gồm những bến cảng, nó bến cảng nữa, hàng hải đồ nữa, cho nên nó Đúng bao rồi gồm á, cái gì mà nó rất phân tán ra, nó phân tán ra. thích. Khi các bạn nhìn vào cái khu đặc khu là các bạn thấy nó rất là hào nhoáng, bởi vì đại đại đa số nó là những cái khu hành chánh, mà nó là những cái khu hành chánh, những cái khu mà headquarter của những cái đại công ty nó làm ăn, nó phải có cái nơi để đặng mà nó quyền lợi của nó, để đặng mà nó điều khiển, để đặng nó điều hành hãng xưởng và công ty nhân viên đồ tại chỗ đó, thành ra nó phải thuê. Các bạn biết nó sẽ phải Cũng xây lên những đâu cái tòa nhà chọc trời. cũng cũng không Nguyễn Tuấn, cũng không vấn đề gì, tại vì hiện tại họ thuê trong đó, họ cũng nằm trong cái tầm kiểm soát của Việt Nam mình trên Đúng. tất cả mọi, chứ không Đúng. phải bạn nghĩ là họ thuê xong họ liên kết để với nhau rồi cả một cái khu đó thành riêng của họ, không có vấn đề đó. Tại vì trên Nó không cái có cái luật đặc đó. khu hành chính, cái hành lang pháp lý dẫn của là Việt Nam mình, họ phải Đúng. chịu Đúng. tuân thủ theo cái luật pháp của Việt Nam mình trên tất cả mọi cái, Đúng. nó là như Nó chính thế. xác là như vậy, đúng. Các Dạ. bạn thấy ngay cả những ở bên Mỹ cũng vậy, nó có những cái đặc khu kinh tế hành chính của nó rất là lớn, nó còn cao hơn ở Việt Nam nữa, tại vì nó là một cái quốc gia đầu tàu mà nó xếp hạng rất là cao, nó gọi là empowerment hay là empire, như là các bạn biết như New York đó, là những cái khu đặc khu kinh tế nó thuộc hạng gọi là cao của nó, tại vì nó là quốc gia đầu tàu mà nó đặt những cái khu hành chính của nó, cho nên
chúng ta phải uyển chuyển, và các bạn cứ vào đánh bầu, nếu mà các bạn mà có được những cái vốn tiếng Anh đó, các bạn tìm hiểu về đặc khu rất là hay, người ta giải thích rất là tuyệt vời. Nó mang đến một tính cách ít nước lợi nhà, mà hiện nay vấn đề mà đặc khu kinh tế đó, mà các bạn đã nhìn thấy Việt Nam mình thật sự theo cái nhìn của tôi đó, và tôi tìm hiểu đó, thì Việt Nam mình nó đã có rồi. Các bạn thấy Phú Quốc hiện nay nó cũng là một cái đặc khu kinh tế đó, các bạn thấy đó, rất là dữ dằn, chứ không phải giỡn đâu. Và nhiều cái thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng đang muốn đẩy mạnh về vấn đề mà đặc khu nữa, tại các bạn thấy những bến cảng của Việt Nam mình ở thành phố Hồ Chí Minh rất là lớn, và ngay cả Hà Nội cũng vậy. Việt Nam mình nó đã có rồi, nhưng mà mình chưa có hợp thức hóa, mình chưa có đưa vào hợp thức hóa thôi. Mà trong lúc mà mình nhà nước Việt Nam mình, tại vì những người lãnh đạo theo như tôi nghĩ ở cấp trên đó, họ nghĩ rằng những cái người dân ai cũng giống như họ, khi họ nói ra đặc khu kinh tế cho thuê giá tỷ như 995 mà họ không nói một cách rõ ràng, khiến cho người dân bị hiểu nhầm, và làm cho những cái thế lực ngầm mà chống chống nhà nước Việt Nam đó, nó quay ra nó lợi dụng, và nó kích động những người mà không hiếu, kích động cái lòng yêu nước và sự hiếu hiểu biết đấy, sự thiếu hiểu biết trong đó, thì người ta quay ra người ta trở thành cực đoan và họ chống phá đất nước. Thành ra những cái thành phần này hiện nay xảy ra trong đất nước, thì tôi thấy nhìn những cái chiến sĩ mà cảnh sát cơ động đó, họ chỉ làm sao tìm cách để đặng mà giảm nhiệt lại thôi, họ không tới nỗi một cái gậy của họ, họ quất một cái là mấy người biểu tình là chỉ có nằm già xuống thôi, các bạn thấy không, họ không quất lại nữa, Đúng họ không quất lại nữa, mà họ sẵn sàng chịu chịu trận, họ chịu để đặng mà ném đá mà thấy tạt đủ thứ, đặt cách nhìn thấy mình nhìn thấy nó làm sao gì đó, nó có một cái tính cách gì đó, các bạn cứ tìm hiểu nó làm sao đó. Phải nói là các bạn trẻ này ở ngoài đời thì tôi nghĩ rằng họ là những người được huấn luyện võ thuật cũng đâu phải là lỗi dở đâu, họ đập đúng một rồi, cái là từ tại gãy vì chân cho gãy cổ đó, nhưng mà họ cái vấn sẵn đề sàng này là vấn đề này vâng lệnh cấp trên đúng anh, mà đúng chỉ là che chắn là họ chịu đá chịu chọi, và quăng, các bạn thấy đó nó quăng những cái khung sắt lên mà nó đạp nó, mà họ cũng không chống lại, mà tìm cách để làm sao mà giải nhiệt và để đẩy lùi, để cho bà con hiểu rằng đây là một cái sự hiểu nhầm để giải nhiệt. Và tôi nghĩ rằng tình hình nó sẽ ổn ổn định từ từ, tốt nhất là anh em chúng ta dạ là không, những người bây giờ yêu thì nước. nó đã định lên về cái Ừ. phần đó là tương đối đã tương đối ổn Đấy, định các rồi, bạn bắt đầu truyền còn thông, bạn bắt đầu họ đã lên sóng, họ đã lên sóng là họ bắt đầu để đặng mà giải thích cho bà con hiểu hơn cái gì cũng vậy, trong cái khó dạ nó ló ra cái khôn. Anh chị em các bạn nói đây là đúng một cái vấn đề mô hình mà người dân Việt Nam mình đang học, mà gọi là mô hình, gọi là về dân sự, về cái mô hình dân sự trong cái chính sách đổi mới mềm dẻo của Đảng và nhà nước Việt Nam ta hiện nay đấy. Không phải là một cái quốc À, bạn gia Nguyễn một Tấn, là người ta không được biểu tình đấy, các bạn thấy nó cũng có thể xảy ra những cái sự biểu tình và gây đến vấn đề bạo loạn. Đây là một quốc gia độc đảng, nó vẫn có, không phải chỉ có quốc gia đa đảng như Mỹ nó mới có, hay là một cái quốc gia tam quyền phân lập như Mỹ nó mới có. bạn Anh Nguyễn chị Tấn, em bạn các hiểu lầm cái vấn đề này, bạn, cho tại nên tôi vì một thấy là đây là khi một, Bình Dương nói cái đi. người vào trong cái đặc khu này là những thành phần như thế nào thì nó dựa trên cái ngành nghề một cái tập đoàn, một công ty đó đăng ký, những cái chuyên gia, những cái người lao động có trình độ nó như thế nào nữa, chứ bạn không phải bạn nói là họ đi đến đó họ tự do, họ nhập cảnh vào đất nước họ đi đến đó, không phải, bạn đừng hiểu theo cái nghĩa của bạn mà hiểu theo cái kiểu nôm na, theo cái kiểu bình dân của mình, không phải nó như thế đâu. Trong cái luật đặc khu nó là hướng mở để cho những người, để người ta tự do, người ta cái gì hướng mở để họ đầu tư và họ sản xuất à, chứ còn vấn đề về hành chính, về pháp lý họ rất chặt chẽ, bạn đừng có nghĩ đơn giản đâu, không phải như đơn giản như bạn nghĩ đâu. Dạ rồi em ạ. Thật ra mà nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhập gia thì phải tùy tục. Anh là ở quốc gia nào không cần biết, anh đến Việt Nam đất nước tôi, anh làm ăn thì anh phải theo cái khuôn khổ của pháp luật của Việt Nam. Và hiện nay Việt Nam là một quốc gia
trong cái cộng đồng quốc tế. Việt Nam không hiện nay không phải là một quốc gia riêng lẻ nữa. Mình là hội viên của WTO, gọi là World Trade Organization. Mình là những hội viên của ASEAN, mình là hội viên của Liên Hiệp Quốc, mình là những hội viên của cộng đồng quốc tế. Mình ngoại giao 200 quốc gia, tôi nói là có thể hơn, hình như là hơn 200 quốc gia. Cho nên mình không thể nào mà hành xử một cách gọi là đơn độc, một mình một lẻ được. Mình phải hòa đồng với cộng đồng thế giới, mình phải mở cửa để đặng mình làm ăn, mình thông thương, mình giao Vô lưu, thường. để đặng mình phát triển đất nước mình, để đặng mình đổi mới đất nước mình, để đặng mở rộng cái sự hiểu biết và dân trí. Thì các bạn đi ra nước ngoài, các bạn nghĩ đi, khi các bạn, trước nhất là những người sống ở Mỹ, một cái quốc gia gọi là hiệp chủng, các bạn đúng ra là phải nhìn rõ và hiểu rõ hơn về vấn đề tình hình Việt Nam hiện nay. Khi mà làm ăn, anh mở cửa làm ăn, những người mà người ta vào Việt Nam, người ta đổ tiền, tôi nói cho anh chị các bạn biết, tiền tỷ chứ không phải là tiền triệu nữa, chứ đâu phải là giỡn đâu. Mèn ơi, tiền tỷ người ta phải đổ vô, người ta phải làm ăn, mình phải tạo cái cơ hội cho người ta chứ. Chứ để người ta vào người ta mới cảm thấy yên tâm, người ta làm chứ. Chứ chưa gì hết, người ta chưa vô mới mở cửa mà mình ngồi đây mình rào bên này, mình đón bên kia. Vậy thì sao làm ăn? Thương trường nó là chiến trường mà. Nước Việt Nam là của Việt Nam. Nó cũng chẳng có nào lấy đâu được chứ. Ngay cả nước Mình Mỹ nhiều khi tôi cũng đưa chẳng ra những bưng cái đi đâu được mà. chẳng bưng đi đâu rồi. Việt Nam mình thì còn cho thuê. Tôi nói với các bạn là những người sống ở Mỹ, Mỹ nó bán rồi mà, các bạn thấy là nó bán à. Đấy, ông Phạm Đình Nguyên tôi chia sẻ lại lần nữa, mà ở Mỹ á, tao bán cho mày, qua tao cho mày luôn làm thị trưởng luôn. Ê, ngay cả tôi nói về cái chuyện mà ông Phạm Đình Nguyên làm chủ một cái thị trấn và làm thị trưởng luôn, có người lấy cái livestream của tôi ra, bắt đầu chửi và chia sẻ, nói thằng này nó nói xạo, nói bên Mỹ làm gì có. Các bạn thấy không, những người mà người ta ở Mỹ mà người ta còn bị mù lòa về thông tin đến độ như vậy, khủng khiếp không? Các bạn nghĩ đi, ông Phạm Đình Nguyên này ông sang Mỹ như vậy, ông đem cái thương hiệu của hàng Việt Nam, ông này có cái hay là ông đem cái thương hiệu hàng của Việt Nam để đặng ông quảng cáo Cà cho phê. cái nước Mỹ, thì cái vấn đề mà kinh tế, mà quyền lợi lợi ích kinh tế lúc nào cũng là trên hết. Nhưng mà ông Phạm Đình Nguyên này ông có khiêng cái nước Mỹ, cái thị trấn đó về Việt Nam không? Mỹ nó đâu có sợ đâu, ông mua được. Thì ông phải tạo công ăn việc làm cho dân tôi, cho dân Mỹ. Ông phải bảo quản cái đô thị đó. Các bạn biết nội không tiền mà bảo quản cái đô thị đó đó. Hiện nay đó, ông cho một cái thằng ở đó nó thuê, vừa rồi tôi mới xem tin, ông một năm đó là một trăm mấy chục ngàn đô á. Nó không tiền để bảo quản nữa đó, đi rụm rác rồi bảo trì rồi cắt cỏ, rồi phải một cái khu đất lớn lắm, một cái thị trấn nhỏ mà. Các bạn biết là cái ông này là được ông Phạm Đình Nguyên cho ông thuê lại một cái phần để đặng mà ông kinh doanh đó, là cho ông được hưởng những cái quyền lợi trong đó, hình như là cho ông được thuê rất là rẻ, và với Bây điều giờ kiện là trong xem ông phải là bảo như ông phải bảo trì cái thị trấn, tốn kém khủng khiếp luôn, chứ các bạn nói giỡn đâu. Ở Mỹ ha, một cái thị trấn mà các bạn như đổ các đi khu kinh tế Vân Đồn thì nó sẽ có là đồng phải đủ. cỏ đồ lên là cũng không được nè. Bây giờ người ta qua Việt Nam mình mở đặt khu kinh tế cũng vậy, người ta qua đó người ta thuê, người ta tạo công ăn việc làm cho hàng triệu công ăn việc làm, và chính phủ mình thu về những cái lợi nhuận rất là tốt, thay vì phải đánh thuế dân, thay vì phải đi vay nợ về để đặng mà vay vốn ODA hay đi vay nợ về để đặng mà phát triển đổi mới đất nước. Thì đằng này mình cho thuê thì mình có được cái lợi nhuận đó, và bên cạnh đó nó nói chung là nó ít nước lợi nhà, nó rất là tốt. Tại vì một số người họ không hiểu được, với lại cái mà nhà nước Việt Nam mình, những người lãnh đạo cấp trên đó, khi họ đưa ra vấn đề mà đặt khu kinh tế đó, không có được truyền 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 không có được gọi là giải thích rõ ràng và cặn kẽ, không có được về vấn đề mà thông tin đó, mình chưa có giỏi, mình chưa có giống như là sử dụng một cách triệt để, nó không phải là giỏi nữa. Cho nên các bạn thấy các thế lực thù địch nó sử dụng được cái mạng truyền thông Facebook và những cái mạng truyền thông Internet, nó kích động được những người nhẹ dạ cả tin. Mà phía bên tôi cảm thấy buồn cái là phía bên 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 ban tuyên giáo và bên chính trị và bên những người mà truyền thông của Việt Nam mình đó,
họ không sử dụng những cái trang mạng, họ bỏ sót, họ bỏ cái họ coi thường. Theo tôi thấy là họ quá gọi là chủ quan, thay vì họ khách quan một chút. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà họ sử dụng cái mạng truyền thông này một cách hữu hiệu đó, thì tôi nghĩ rằng cái sự việc xảy ra nó không đáng tiếc, nó không không đáng tiếc lắm. Tại sao những cái thành phần bây giờ Bình Dương nghĩ, tại sao Hằng D, Bịch Lê và tụi Benny Chương và bọn Diệp Tân của tụi Ba Que đó, nó sử dụng cái mạng Facebook này và nó để lan truyền tỏa rộng khắp mọi nơi, mà trong khi đó mình không sử dụng được. Đây là một cái sai sót, rất là sai sót, mà bây giờ mình mới bắt đầu ra một cái luật gọi là an ninh mạng, cyber security. Mình mới bắt đầu ra một cái luật về an ninh mạng rồi, thay vì mình phải ra từ lúc đầu rồi. Bởi vì các bạn thấy tại sao tụi chính quyền Trung Quốc nó hay, nó sử dụng nội mạng không à, nó sử dụng nội mạng không à. Đó. YouTube nó không xài nè, nó xài cái Weibo gì đó, Weibo gì đó. Ngay cả Facebook hình như Weibo, là cái Weibo. hình như là mà hàng Trung Quốc nó điều khiển, nó kiểm soát rất là chặt chẽ về mạng truyền thông đó. Cho nên tại sao mà nó kiểm soát được người dân của nó một cách rất là chặt chẽ. Ngay cả Mỹ cũng vậy, các bạn thấy khi bất cứ một mạng truyền thông nào mà được 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 phát hành ra, được lưu trên một cái đất nước của Mỹ, tôi nói đất nước của Mỹ trước đó, là nó phải phải đúng theo cái luật gọi là FCC, Federal Communication Communication. Các bạn biết đó là luật của liên bang. Nó phải có cái sự luật của chính quyền liên bang phía sau hết. Còn Việt Nam mình cứ xài tưới sười hết, đến bây giờ rồi mình mất bò rồi mình mới bắt đầu mình đi xây chuồng. Thì nói chung thì bắt đầu mình mới bắt đầu là Ok anh, xây mạng an để ninh. em ngắt lời anh cái, để em trả lời cho bạn Nguyễn Tấn nè. Bạn Nguyễn Tấn, bạn lo hơi xa mà bạn lo nó hơi thừa. Cái câu hỏi của bạn mới nãy là hỏi vấn đề là mua vũ khí rồi mua sắt thép phế liệu đúng không? Những cái ngành nghề này trực thuộc của Bộ Quốc phòng, đó là đặc biệt của, không không thể nào bạn đấu thầu được những vấn đề này. Đó là tư nhân không bao giờ làm, đúng không? Nó liên can đến an ninh quốc phòng nữa, là bạn phải hiểu điều này. Cái thứ hai bạn lo xa là bạn sợ họ dùng tiền họ mua từng khu trong cái đặc khu này rồi nó trở thành một, bạn là càng hiểu sai nữa. Bạn phải hiểu là ví dụ như trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh có cái khu công nghiệp Bon Chen này, đa phần trong đó là của Đài Loan. Mà bạn thấy đó, hiện tại bạn họ có kiểm soát được cái người công nhân không? Đấy, vấn đề là họ len lỏi vào biểu tình. Bạn thấy đó. Đó là những cái là bạn nhìn thấy rõ, nên ở đây bạn lo xa mà cái đó của bạn lo nó quá xa. Và cái quá xa này nó còn không đi sát với thực tế nữa. Nên tốt nhất bạn đừng nên lo những vậy chi cho nó mệt. Bạn phải hiểu nó ngắn gọn là được rồi. Dạ. Nguyễn Tấn là ở trong nước hay ở ngoài nước vậy Nguyễn Tấn? Nếu mà Nguyễn Tấn ở trong nước á, thì tôi sẽ giải thích theo cách khác. Còn nếu Nguyễn Tấn ở ngoài nước á, thì tôi sẽ giải thích theo cách khác. Nguyễn Tấn này ở nước nào vậy? Hả? Trả Nhưng lời cái bạn coi. nói là có nghe báo cáo về một số dân công ty, bạn cái người nào đứng tên ở công ty đứng trong nước thì đều cũng phải có một người Việt Nam đứng ra mang tên để đại diện về pháp Nói lực ở Việt chung Nam, đúng không? Chứ bạn không thể cái người Trung Quốc họ đứng được, kiểu gì kiểu cũng phải thông qua một người Việt Nam. Ví dụ bạn lập một đúng công bạn, ty thì cái người giám cũng là một người Việt Nam đại diện tư cách pháp nhân của Việt Nam mình, nên ngay bạn cái không đó, việc bạn không kiều đứng bây giờ được. mà còn phải nhờ người người thân trong nước và đứng qua trung gian mà. Nhiều khi phải nhờ bà hai, bà ba, bà tư đứng làm Đúng trung rồi gian. bạn bằng ngủ. Trung Quốc nó không có YouTube, nó không có Facebook, nó không có Nó không Go, nó có, xài không Weibo. có. Nó Nó xài phải Weibo, Weibo, nó nó xài cái xài cái mạng mạng riêng của của nó. Nó khùng lắm. Chào Bởi vậy em Hoàng khi Phú. mà thằng Google nè, thằng Microsoft vô á, nó bắt mấy anh này phải đặt cái server ở trong Từ nó bắt mấy anh chung. này phải theo cái luật của nó. Các bạn thấy thằng thằng thằng, thằng chính quyền China nó rất là nó tại vì nó 1 tỷ mấy dân, mà các bạn nghĩ là nếu mà nó loạn một cái hả, là nó chia đất nước Trung Quốc là thành cả chục mảnh đó. Cho đó bạn biết Trung Quốc, các bạn thấy dân Trung Quốc nó rất là phức tạp, nó còn phức tạp còn hơn dân Việt Nam mình. Hiện nay nếu mà chỉ cần mà Đúng ông rồi là chính Quảng quyền Thủy. Trung Quốc mà ông không mà điều khiển được hả, các bạn thấy là các bạn sẽ thấy Hồng Kông sẽ có, là Hồng Kông là một quốc gia nè, Đài Loan một quốc gia nè, Tân Cương một quốc gia nè, Tây Tạng một quốc gia Tân nè Cương một quốc đó. gia, Ma Cao một quốc gia luôn, Ma Macau Cao một quốc nè gia luôn. đấy, nó tách rời liền, các bạn thấy. Bởi vậy tại sao mà chính chính Không, quyền họ
Bạn tính hiểu họ lầm đúng rồi, bảo tồn được cho tới ngày hôm nay mà để rằng họ bạn xây tính dựng quốc hiểu gia lầm của họ. đúng rồi. Tại sao bạn không hiểu cái từ thuê bạn bạn Nguyễn Tấn, bạn không có khái niệm, bạn không có khái niệm nên từ đó bạn dẫn chứng cái ý của bạn nghĩ toàn là sai hết. Bạn tại sao bạn không nghĩ là họ thuê, tại sao họ dùng chữ thuê? Đã một khi thuê đất thì tất cả những cái luật doanh nghiệp hay là tất cả những luật về đất đai hay những gì bạn phải tuân thủ theo cái ở đặc khu giờ đó, là mà đặc khu Đúng đó rồi. cái nhà chính quyền đó vẫn là trên luật pháp của Việt Nam, bạn phải hiểu được cái điều đó chứ. Bạn lập luận là bạn không có cái tư duy rồi, bạn không có tư duy thì bạn lập Thì luận giống của bạn đều sai. cái nghĩ đi, giống như Tấn Nguyễn đi thuê cái apartment hay là một cái khu nhà chung cư nào đó. Anh vô đó anh thuê 5 năm, 3 năm hay 1 năm hay là anh phải tuân thủ theo pháp luật của đâu đó, anh lộn xộn là tôi quất anh văng vô vách. Đúng rồi, Vậy thôi. Cái vậy thôi. bây giờ đơn đơn giản là nói Nguyễn Tấn biết Chứ đâu cái vắng đất cho anh Formosa bây giờ đố, cái Formosa đố cha nó dám làm ô nhiễm một lần nữa, mình nói thẳng với bạn luôn, Formosa có đố trong một cha nó có dám ô người nhiễm một lần nữa, chỉ cần ô nhiễm một lần nữa là bạn cuốn gói bạn đi về nước, bạn không đừng mong bạn có một cái gì bằng kiện. qua mà anh làm sai anh vẫn chơi rồi. Thuê bao giờ cũng vậy, nó có một cái hợp đồng rồi chứ không phải rồi thì cái ông chính phủ á, ông cũng khỏe hơn, ông không cần phải ngồi đó, ông coi chừng hoài nên ông bán rồi anh cứ làm sao, anh cứ làm sai luật thì ông cứ phạt anh thôi, còn anh thuê á, nhiều khi anh phải lo nhiều hơn. Bạn bạn Nguyễn Tấn bạn lại hiểu sai nữa. Cái vấn đề của Hồng Kông là người ta ký, người ta giao cho anh 100 năm. Bạn hiểu không? Còn vấn đề cái đặc khu này là người ta vẫn thuộc về quyền quản lý của Việt Nam mình, mà mình chỉ chia ra mình cho họ thuê từng phần đất ở trong cái đặc khu đó. Bạn không hiểu, bạn hai cái đem hai so sánh mà bạn không hiểu. Một cái là họ giao toàn quyền quyết định, họ cho hẳn nước Anh thêm 100 năm. Bạn hiểu không? Còn ở đây người ta chỉ cho thêm một phần đất nhỏ trong cái khu đặc khu này, thì bạn sao bạn Đúng lập luận được đề đó? Bạn hiểu sai rồi, bạn không ngồi bạn không ngẫm nghĩ lại mà bạn đó hay rồi bạn bạn cho bạn suy nghĩ tiếp đó. thôi vậy cho nè, Tấn Nguyễn lên đi, tôi xuống nha, lên đi nè. Ok, hay là Tấn Nguyễn lên đi, hay là Tấn Tấn Nguyễn lên Nguyễn đi lên nè. à, nè, nè, Bình Dương mời Tấn Nguyễn lên đi Dạ để ok ngồi anh, chắc cảm ngồi ơn. tay lắm Dạ rồi rồi anh. rồi.